Thưa quý vị, mấy ngày qua thì người dân tỉnh Kiên Giang cũng xôn xao trước việc vớt được chiếc thuyền gỗ có đầu rồng. Bên cạnh sự hiếu kỳ thì nhiều lời đồn ma mị kỳ bí cũng từ đây mà ra. Và trong diễn biến mới nhất, cơ quan chức năng xác định chiếc thuyền này là do người dân thả theo tín ngưỡng thờ cúng. Hơn nửa tháng trước, ông Trần Thanh Phong, 51 tuổi, ngụ xã Quà Chánh, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang, phát hiện một số đồ vật bằng gỗ trôi dưới sông Thông Quà. Trên thuyền có nhiều tượng gỗ, bàn, ghế, giá để gương, cột cờ và 14 tấm vải màu vàng. Sau khi vớt được thuyền gỗ, ông mang đến nhà cha ruột cất giữ. Đến chiều cùng ngày, một cán bộ xã phát hiện chiếc thuyền bằng gỗ tương tự, dài hơn 11 mét, rộng gần 1 mét. Rộng trong 1,7 m, trước mũi có đầu rồng, phía sau có đuôi rồng. Trên thuyền rồng có 7 tượng gỗ, một chiếc hộp hình chữ nhật bằng gỗ đựng nhiều gươm, dao, kiếm gỗ. Chiếc thuyền được cơ quan chức năng tạm thời đưa về miếu ông vua tại ấp Vĩnh Lập, xã Quà Chánh. Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang cho biết vừa làm rõ việc xuất hiện vài chiếc thuyền gỗ có đầu rồng trôi dưới sông Thông Quà. Người dân miền Tây thường làm bè chuối và để lễ vật lên đó cúng rồi thả trôi sông theo tín ngưỡng. Và những chiếc thuyền gỗ này được gia đình có điều kiện làm thay thế bè chuối. Từ một khu vực có nền địa chất ổn định, từ tháng 4 năm 2021 đến nay, hàng trăm trận động đất xảy ra tại huyện Con Plong và các huyện lân cận của tỉnh Kon Tum. Trong đó, nhiều trận gây trung chấn diện rộng, lớn nhất là trận động đất xảy ra vào chiều 23 tháng 8 năm ngoái, mạnh 4,7 độ Richter. Và sáng nay lại tiếp tục là một buổi sáng không bình yên đối với người dân. Chỉ trong 6 tiếng đồng hồ, Viện Vật lý Địa cầu ghi nhận 5 trận động đất trên địa bàn huyện. Viện Vật lý Địa cầu cho biết, trên địa bàn huyện Con Plong vừa xảy ra liên tiếp 5 trận động đất. Trận đầu tiên diễn ra vào lúc 6 giờ 10 phút sáng nay, mạnh 3,3 độ Richter. Đến hơn 11 giờ trưa cùng ngày là cơn trung chấn 3,4 độ Richter. Sau đó tiếp tục là 3 trận động đất từ 2,8 tới 3,5 độ Richter. Cả 5 trận động đất đều có mức độ rủi ro thiên tai cấp 0, không gây thiệt hại về người và tài sản. Trước đó 2 ngày, tại huyện Con Plong cũng xảy ra 3 trận động đất. Còn từ ngày 4 tháng 1 cho đến nay, trên địa bàn tỉnh Kon Tum xảy ra 24 trận động đất, có độ lớn từ 2,5 cho đến 3,7 độ Richter. Năm ngoái, huyện Kon Plong xảy ra hàng trăm trận động đất, có cấp độ rủi ro thiên tai từ cấp 0 đến cấp 1, có độ lớn chủ yếu dưới 4 độ Richter. Cá biệt, trận động đất 4,7 độ Richter vào tháng 8 năm rồi là trận động đất có cường độ cao nhất từ trước đến nay được ghi nhận trên địa bàn tỉnh. Động đất xảy ra ở Con Plong, tỉnh Kon Tum được các nhà khoa học nhận định là động đất kích thích xảy ra do hoạt động của hồ chứa thủy điện tích nước gây áp lực cho hệ thống đứt gãy hoạt động bên dưới. Viện Vật lý Địa cầu đang đề xuất thiết lập mạng lưới quan trắc và tiếp tục có những nghiên cứu chuyên sâu về động đất ở khu vực này.